Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả và chào mừng quý vị đến với chương trình Kiến thức tổng quát với chị Michelle Phùng Tâm Bảo An. Chào Michelle. Chào chị Vân Anh. Thưa quý vị, ngày hôm nay Michelle trở lại với chúng ta trong một chiếc áo rất là tươi thắm, một khuôn mặt rất là tươi. Và thưa quý vị, kỳ trước thì Michelle đã cùng trình bày với chúng ta về cách làm sao để chúng ta có thể tự chăm sóc cho sức khỏe cho cá nhân của chúng ta. Điều đó rất là quan trọng vì chị Michelle Phùng Tâm Bảo An là self-care specialist, tức là chuyên viên hướng dẫn chúng ta tự chăm sóc cho cá nhân mình. Thì ngày hôm nay chị sẽ đi vào một cái đề tài chi tiết hơn là làm sao chúng ta ăn uống làm sao để cho có đủ chất dinh dưỡng thì chúng ta mới có một làn da đẹp. Được. Phải không? Dạ, được. Yeah. Thì để hỏi chị Vân Anh nha, thường thì chị có dùng những cái hoa quả ăn uống trong hàng ngày của chị không? Thật sự thì Vân Anh rất là thích, nhưng mà vì quá bận rộn cho nên nhiều lúc đó là không có thời gian để mà ăn nữa, mà sao ăn thì qua loa thôi. Thí dụ như mình phải ăn trái chuối, ăn trái cam, nhưng mà thật sự là ăn không đủ phải không? Dạ. Yeah. Đó, thì thưa quý vị khán thính giả, đó là một trong lý do mà tôi rất là đam mê về cái vấn đề giữ gìn sức khỏe, là tại vì tôi tin rằng mình có thể làm được rất là nhiều việc cho chính mình, gọi là phòng bệnh hơn là chữa bệnh đó chị Vân Anh. Thì một trong những cách phòng bệnh nghĩa là mình phải tự lo cho mình. Tự lo cho mình như vừa rồi mình nói là mình xem nghiệm lại coi mình có thiếu sót những cái chất gì, hay là cái cảm xúc của mình, cái tinh thần của mình có ổn định hay là không. Và một trong lý do tôi biết là nhiều khi cái ăn uống của mình nó không đầy đủ, nó không đều đặn. Đúng, bác sĩ khuyên là mình phải ăn táo mỗi ngày ha, nhưng mà đôi khi mình không có thời gian để mình ăn đó, đúng không? Đôi khi là lại có bữa ăn bữa không, nó không có thường xuyên, nó không có consistent đó. Thì tôi là một cái nhà chuyên gia về vấn đề gọi là self care đó, tự lo cho mình. Tôi rất là nghiên cứu chị Vân Anh xem có những cái gì ngoài kia. Cũng xin thưa quý vị là tại vì ba tôi là nhà thuốc bắc, cho nên khi nói đến vấn đề mà hoa quả đó thì gia đình chúng tôi rất là hiểu biết vì là đã từng lớn lên sống và làm về cái nghề đó. Thì tôi được biết là khi nói đến cái vấn đề mà một trong cách mà làm cho mình dễ mệt, dễ căng thẳng là tại vì mình thiếu đi cái chất gọi là oxy hóa đó chị. Thì mình thiếu cái đó làm cho mình dễ mệt lắm. Thì mình phải tìm có những cái hoa quả cây cõi nào mà nó giúp cho mình vào cho cái điều đó. Một trong lý do mà như mình đã nói là có quá nhiều loại trái cây, có quá nhiều loại thuốc men, vitamin, làm sao mình biết. Thì tôi xin chia sẻ ngày hôm nay một cách rất là ngắn gọn, và tôi chia sẻ thêm vài cái hoa quả mà để quý vị khi mua, khi để ý coi nó có hay là không, hết chị Vân Anh. Dạ, thì như tôi nói, mỗi ngày nếu mình phải ăn đầy đủ hay là làm cái smoothie để có những cái trái cây, thì chính cá nhân tôi đã làm qua nhiều năm tháng rồi, và thật sự một thời gian thì lại bỏ cuộc, là tại nó không cho mình có thời gian, rồi lại bỏ ra. Và nhiều khi tôi thấy tôi mua nó lại tốn kém, là tại vì mình làm mà mình uống không hết á, thì nó để nó lâu nó cũng không tốt, nó cũng không còn fresh nữa đó. Thì với lại mình phải nhớ những cây hoa quả nào mà nó phải sống một trong những cái vùng nó khó khăn mà nó có thể sống được, thì đó là những cây hoa quả mà mình muốn xem để ý tới, vì mình biết nó có cái chất tốt trong đó và nó giữ được cái gọi là cái resilience, nó giữ được cái chịu độ nóng lạnh mưa gió nhưng mà nó vẫn sống được. Thì đó là những cây đó có những cái chất tinh túy tốt ở trong đó đó. Thì đó là cái mà tôi ao ước có thể quý vị hiểu biết hơn. Đây là cái chương trình mình nói là về vấn đề sức khỏe kiến thức tổng quát, đặc biệt về sức khỏe, cho nên tôi ao ước mình đến với tâm tình chia sẻ nha chị Vân Anh. Như vậy thì Michelle có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả cách làm sao để mà mình giải quyết cái vấn đề là mình không có thời gian để mà ăn đủ trái cây cũng như là rau quả vô người. Dạ, thưa chị Vân Anh, thì như mà sao nói đó, mình tìm có những cái cây cối ngoài kia mà mình làm sao mình đó tìm một cái loại nào mà nó có đầy đủ trong đó. Thì mà sao cũng nhiều năm tháng thật sự cũng nghiên cứu, thì có một cái cô làm chung là cổ cũng rất là chuyên về vấn đề khảo cổ học đó, cổ là biochemist, thì cổ có giới thiệu cho một cái loại quả này thì nó gọi là A to Z, có đầy đủ những cái hoa quả trong đó. Thì hôm nay mà sao chỉ nói ngắn vài cái
loại trong đó, mà nếu quý vị đang uống thì xem thử trong đó mình có những cái loại này hay không, okay. Để mình biết rằng nếu nó có thì mình biết nó sẽ giúp cho cơ thể của mình ha. Thì đó, giống như tôi display cái loại này, nó gọi là Zeal, cũng như để cho quý vị khán thính giả có một cơ hội. Thì ai gọi vào 10 người như chị Vân Anh, tôi sẽ tặng, xin gọi cái điện thoại đó, mỗi người một chai, một lọ, để quý vị thử để biết coi nó như thế nào trước khi mà tôi chia sẻ thêm. Nhưng mà tại sao tôi chọn cái Zuvida này? Có lý do, ha quý vị. Thì khi tôi nghiên cứu, tôi biết á, là khi nói tới Việt Nam, mình thường nói tới gạo. Okay, thì đây nó có cái gọi là cám gạo. Ok, cám gạo. Thì mình biết rằng á, cái cám là đất, những cái nguyên chất tốt là trong cái cám. Chứ gạo thật sự mình biết nó chỉ là bột thôi. Và họ đã stabilize, đã làm cho nó giữ lại được. Cho nên cái đây là một trong những cái... loại mà tôi được biết là chưa ai có những công ty nào có cám gạo trong đây, là mình biết nó có fiber, nó có những chất tốt. Rồi cộng đến thì mình, khi mình nói tới là làm sao cho cơ thể của mình không có bị chống đi những cái ung thư, hay là giảm đi mệt mỏi, giảm đi những căng thẳng, như tôi nói về vấn đề self-care qua cái chương trình vừa rồi. Thì trong cái lọ này đó thì có những cái cây mà tôi xin thưa, giống như là có cây loại quả mọng, là mấy cái loại là Aceberry, Cranberry, đó là những cái cây quả mọng. Thì những cây đó đó nó có rất là nhiều cái, nó gọi là cây vua đó quý vị, là một cây vua. Và thì nó giúp cho vấn đề là tăng cường tiêu hóa nè, dồi dào chất chống oxy hóa và giàu chất xơ. Chúng ta biết cái cây gì mà có nhiều chất xơ là nó rất là tốt cho vấn đề tiêu hóa chúng ta. Rồi nó không những nó có những cái hạt nho, nó có trà xanh, nó có cây chùm ngay, hoặc là tiếng Anh là moringa. Đó, cây chùm ngay thì chắc một số quý vị hiểu cái cây này, nó gọi là một trong những cái cây quý đó. Nó không những giúp cho chúng ta giảm được cân nha, tại vì nó có một cái chất trong người làm giảm cân mà làm cho khỏe mạnh và an toàn. Và đặc biệt là cái này cho quý vị đàn ông đó, nó cũng giúp cho cái phần sexual drive của mình. Nó thay vì mình nghĩ tới Viagra, thì tôi biết được là trong đây nó có Moringa, với lại nó có Red Ginseng, là sâm đỏ đó, là hai cái đó mà tôi biết là một số người đàn ông đã uống và họ có kinh nghiệm là họ chia sẻ lại đó. Rồi cộng thêm là nó có hạt nho, nó có trà xanh, nó có củ nghệ, ok, có rong biển, nó có sâm Ấn Độ. Đây là những cây hoa quả mà đã họ hợp tác lại, chị Vân Anh. Mà một điều tôi thích, giống như mình nói là không có thời gian, rồi không có cách nào để mà mình mỗi ngày mình làm, rồi mình mua nhiều khi tốn kém. Họ gom trọn vẹn đầy đủ trong đây. Mỗi ngày mình chỉ bỏ nước hoặc là trái cây rồi mình uống. Thì tôi có coi một cái nghiên cứu mà họ làm là cho những người bị trầm cảm, bị lo sợ hoặc là dễ giận, dễ nóng đó. Họ uống hai lon này mỗi ngày. Thì trong vòng 60 ngày họ làm cái independent study đó, thì cái những triệu chứng được giảm đi. Quý vị thân, thay vì họ phải uống thuốc, thì những cái thuốc mà trầm cảm tôi biết là nó giúp, nhưng mà nó lại hại cho những cái cơ thể khác trong người. Mà nếu mình chỉ dùng những cái tự nhiên thì nó lại giảm. Cho nên đối với tôi, cái gì mà nó tốt, nó tự nhiên mà nó dễ dàng thì tại sao mình không nên thử, phải không chị Vân Anh? Đó, dạ. Và đó là cái điều chia sẻ của chị Phùng Tâm Bảo An. Trong thời gian vừa qua chị đã dùng cái sản phẩm này và chị yêu thích và muốn share lại với quý vị. Và chúng tôi có số điện thoại của chị Phùng Tâm, Michelle Phùng Tâm Bảo An trên màn ảnh, để quý vị có tất cả những cái thắc mắc, cũng như là chị nói là quý vị khán giả nào mà gọi vào thì chị sẽ có một cái món quà đặc biệt chỉ có tại VNTV mà thôi, cho quý khán giả của VNTV theo dõi chương trình này, phải không Michelle? Dạ thưa đúng chị, tại vì đối với tôi là mình phải có cái kinh nghiệm, mình phải có thử mình mới biết nó tốt hay là không. Cho nên tôi thật sự đến chia sẻ với cái tâm huyết là để giúp quý vị có được một cái mạnh khỏe hơn từ thể xác tinh thần. Đó, cái là inside out approach. Đó, mặc dù mình có làm mệt mỏi, nhưng mà nếu có được thêm những cái này nó giúp cho cơ thể mình tốt hơn thì tại sao không? Đúng rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và chị Michelle sẽ tiếp tục trở lại với chúng ta trong những cái chương trình thường xuyên sắp tới. Chúc quý vị làm 10 người may mắn gọi cho chị Michelle để nhận được cái món quà trong thời gian rất là ngắn sắp tới đây, chỉ có trên chương trình của VNTV mà thôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Michelle, và xin chân ái chào tạm biệt.